Xin chào các bạn, du học Úc. Một điều mà ai cũng quan tâm đó là nơi ở và mức chi phí sinh hoạt như thế nào sau khi bạn đặt chân đến đất nước Úc. Và hôm nay công ty Thanh Đại Dương chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn việc ở homestay tại Úc. Ở Úc các loại nhà trọ thì đều đạt chất lượng cao. Du học sinh thì có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và khả năng về tài chính của mình, tùy theo mình sở thích. Học sinh có thể chọn sống trong khu ký túc xá hoặc là ở chung với một gia đình người Úc thì được gọi là homestay. Khi bạn lựa chọn homestay thì bạn sẽ được ở trong một phòng thì bao gồm là một tủ quần áo, bàn học. Bên cạnh đó thì bạn có thể thêm một phòng tắm riêng và bạn phải thực hiện theo quy tắc của chủ nhà. Các homestay thì có an ninh rất là tốt và đảm bảo vệ sinh nên các bạn chớ có lo lắng nhé. Và sau đây là một số điều cần biết khi bạn chọn homestay, đó là nếu bạn ở trong một gia đình mà họ đều đi làm ở ngoài thì bạn nên giúp đỡ gia đình này và các công việc như là dọn dẹp, nấu nướng, giặt đồ, và đặc biệt cần gọn gàng và sạch sẽ để mà tạo ra không khí hòa đồng và bạn vui vẻ đối với chủ nhà hơn. Rất nhiều gia đình homestay thân thiện nên còn lo cho du học sinh ăn mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều và còn tính thêm tiền, và cái loại hình này thì có tính thêm tiền ăn. Mức chi phí sinh hoạt như là điện, nước thì sẽ được tính vào tiền trọ và giá cả thì cũng rất là hợp lý. Homestay sẽ giúp các bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của bạn thông qua giao tiếp hàng ngày. Về chi phí homestay thì đối với loại phòng đôi thì gọi là single room thì mức chi phí khoảng 27.500 đô la Úc trên một tuần, bao gồm như là điện, nước, 3 bữa ăn như là sáng, trưa và tối mỗi ngày. Và với mức chi phí là 2.500 đô la Úc mỗi tuần thì bao gồm điện, nước, 2 bữa ăn sáng và tối mỗi ngày. Về loại phòng share room thì gồm 2 người ở thì mức chi phí là 23.000 đô Úc mỗi tuần trên một người và bao gồm như là điện, nước, 2 bữa ăn là buổi sáng và buổi tối trên một ngày. Và mức chi phí là 18.000 đô la Úc mỗi tuần trên một người thì bao gồm như là điện, nước và chỉ có ăn một bữa trên một ngày mà thôi. Và công ty Tân Đại Dương sẽ giới thiệu các bạn một số đôi nét về ưu điểm khi bạn chọn homestay tại Úc, đó là các bạn sẽ được học tập nhanh hơn về nền văn hóa tại đất nước này, bạn có thể mở rộng mối quan hệ bạn bè tại Úc. Bên cạnh đó thì bạn sẽ có tất cả những thông tin về đặc điểm của bạn đang sống và bạn có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của bạn nữa. Và khi bạn chọn homestay thì cái mức chi phí thì thấp hơn rất là nhiều và bạn tương đối tự do, bạn tương đối riêng tư. Và để biết thêm thông tin chi tiết về cái loại hình homestay thì hoặc là cũng như là các cách làm thủ tục hồ sơ xin visa du học tại Úc thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tại công ty Tân Đại Dương theo số điện thoại 0838 0818 19 hoặc là truy cập vào website tanđạiduong.edu.